lại có một quả một chai nước của ông cha Na nó vứt vào đây, thật là ông nào chơi khăm hay sao ông mà xe Mazda lại cứ bỏ cái nước của xe Trung Quốc vào. Hello, xin chào các bạn, chào mừng bạn trở lại với Junior Supercar Vlog. Hiện tại thì mình đang đứng cạnh một chiếc Mazda 6 phiên bản kỷ niệm 20 năm. Mình không rõ là phiên bản kỷ niệm 20 năm của Mazda tại Thái Lan hay là phiên bản kỷ niệm 20 năm của dòng xe Mazda 6 này. Tuy nhiên cái phiên bản này thì mình thấy là option rất đẹp, nội thất bên trong đẹp cực kỳ luôn. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cho anh em nhanh cái ngoại thất của xe. Về mặt thiết kế tổng thể thì nó sẽ không thay đổi như gì. Tuy nhiên thì ở cái ngoại thất của xe được sơn cái màu đỏ. Mình thấy là đỏ đẹp hơn là cái màu Red Saloon ở thị trường Việt Nam. Và các bạn sẽ thấy là nó đậm hơn so với cái màu đỏ đang bán tại thị trường Việt Nam. Cái lưới tản nhiệt thì nó cũng sẽ được làm mới một chút, với những cái tinh thể ở bên trong nó được làm trông tinh tế hơn. Vẫn có cái khung kim loại nối liền hai cụm đèn pha với nhau, và đèn pha cũng sử dụng công nghệ LED với một cái bóng bi LED cỡ lớn này. Phía trước thì chúng ta có các cái cảm biến, có camera trước trong hệ thống camera 360 độ và cái khe hút gió phía dưới này. Cái cản xe cũng được sơn trùng màu ngoại thất anh em nhé. Chiếc này thì mình nghĩ là dùng động cơ 2.5 lít, ở đây thì không có thông số anh em ạ. Đây, trực diện phần đầu các bạn nhìn đẹp không? Mazda 6 là một chiếc xe có thiết kế ngoại thất rất đẹp, và mình đánh giá là nó được đẹp tốt trong cái phân khúc này và rất nhiều người trẻ yêu thích. Tuy nhiên thì ở Việt Nam thì cái chất lượng và cái khả năng vận hành nó không được ok cho lắm, thế nên là cuối cùng là nó cũng không bán chạy. Thậm chí là còn không bán chạy bằng chiếc Kia K5 anh em ạ. K5 nó cũng đẹp và nó còn vận hành tốt hơn. Đây, chúng ta có thể sang cái phần hông của xe này để ngắm một chút cái bộ mâm. Đây chính là cái bộ mâm của phiên bản kỷ niệm 20 năm này. Nó cũng thiết kế khá giống với phiên bản đang bán tại Việt Nam. Lốp Bridgestone. Bộ mâm này có kích thước là 19 inch, lốp 225/45, sơn màu xám bạc. Và em này sẽ có logo kỷ niệm 20 năm này. Đây, logo kỷ niệm 20 năm ở vị trí này. Đây, số 20 và số TH này là màu đỏ, có này là màu bạc trên cái nền màu đen. Đấy, phiên bản kỷ niệm 20 năm. Đây sẽ là sự khác biệt. Gương chiếu hậu của em này thì được sơn trùng màu ngoại thất các bạn nhé. Đấy, sơn trùng màu ngoại thất. Có camera hai bên trong hệ thống camera 360 này. Các bạn có thể xuống vòng xuống dưới để ngắm cái phần đuôi. Phần đuôi thì mình thấy là nó cũng không có sự khác biệt so với phiên bản đang bán tại Việt Nam. Cụm đèn hậu vẫn thiết kế nhỏ nhắn xinh xắn ở cái góc này. Và cái ngôn ngữ thiết kế chuẩn của Mazda rồi. Phần đuôi cũng được thiết kế khá là khỏe và nó cũng sang trọng khi bổ sung thêm cái nẹp kim loại mạc chrome nối liền hai bên. Có 4 cái cảm biến ở phía sau kết hợp với camera lùi và ống xả đơn đặt đối xứng hai bên, thì mình nghĩ đây là phiên bản 2.5. Mở cửa hàng ghế thứ hai, và đây chính là cái không gian hàng ghế thứ hai của chiếc Mazda 6 phiên bản kỷ niệm 20 năm này. Thực sự là nội thất của em này nhìn nó sang cực kỳ luôn anh em ạ. Đặc biệt là khi được cái bọc da màu da bò này. Cái phần giữa này được là bọc cái da gần giống như da lộn anh em ạ, có đủ lỗ thông hơi và nhìn nó sang trọng, sang trọng dã man luôn, sang trọng như trên những chiếc xe Lexus anh em ạ. Đóng cửa vào này, cửa rất chắc chắn. Ở phía sau này, thành cửa được bọc da lộn các bạn nhá. Cái thành cửa này được bọc da lộn để sờ mịn cực kỳ luôn. Phía trên thì ốp nhựa giả gỗ. Và chúng ta cũng có bọc da phía dưới. Chiếc này thì có ghế ngồi này các bạn này, thiết kế đẹp chưa? Cái hàng ghế thứ hai ở mức vừa phải, không quá rộng. Chúng ta có cửa gió điều hòa cho khoang sau, không có điều hòa tự động. Đây chính là cái phần bệ tì tay. Tích hợp hai khe để cốc, một cái khe để đồ, ngăn để đồ phía dưới này nữa. Và có hai cổng sạc dạng USB. Không dùng đến các bạn đậy xuống. Gạt lên các bạn đi được 3 người, tại vì phía sau có 3 cái tựa đầu cơ. Wow, phần giữa ngồi êm. Thực sự là cái mút hàng ghế thứ hai của Mazda 6 này ngồi êm thực sự luôn đấy các anh em ạ. Một chiếc này không biết là nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật hay là được lắp ráp tại Thái Lan. Tuy nhiên thì cái chất lượng hoàn thiện rất là tốt. Còn cái khả năng vận hành không biết là nó có hơn so với những chiếc Mazda 6 được lắp ráp tại Việt Nam hay không. Tuy nhiên thì cái hàng ghế thứ hai thì mình ngồi là thấy khá ổn các bạn nhé. Ngồi sướng, êm. Và cái da này cũng cao cấp thực sự luôn anh em ạ. Không biết ở Việt Nam có cái phiên bản nào được trang bị cái loại da màu này và cái loại da lộn như này không. Tuy nhiên trên phiên bản kỷ niệm này thì da và chất liệu quá tốt luôn. Đó là hàng ghế thứ hai của chiếc Mazda 6 bản kỷ niệm 20 năm. Mở cửa vị trí ghế lái và chúng ta sẽ khám phá không gian khoang cabin của chiếc Mazda 6 phiên bản kỷ niệm 20 năm. Đóng cửa, các bạn nghe tiếng đóng cửa này. Chắc, chắc nịch luôn. Đầu tiên phải kể đến là cái màu nội thất này nó quá đẹp luôn anh em ạ. Cái màu nội thất màu da bò, và đặc biệt chiếc này thì được trang bị rất nhiều da lộn. Đầu tiên các bạn quan sát gần hơn cái phần ốp của cabin này, được bọc da lộn anh em nhé. Uầy, nhìn trông nó sang thực sự luôn, nó còn xịn hơn nhiều những cái mẫu xe sang trên thị trường luôn anh em ạ. Chúng ta cũng sẽ có ốp nhựa giả gỗ này.
ốp nhựa phong cách màu bạc này. Phía dưới này thì được bọc da trơn này, không gian để đồ phía dưới này này. Đẹp các bạn ạ, nhìn cao cấp thực sự luôn. Và cái ghế ngồi này anh em này, được bọc da trơn ở hai bên, da lộn ở vị trí chính giữa, có đục lỗ thông hơi, có một cái nẹp kim loại ở đây này. Và phần tựa đầu là logo kỷ niệm 20 năm. Đấy, hiện tại thì mình vẫn chưa biết được đây là kỷ niệm 20 năm Mazda tại thị trường Thái Lan hay là 20 năm dòng xe Mazda 6. Nếu như 20 năm dòng xe Mazda 6 thì mình nghĩ trong tương lai cũng sẽ có mặt tại Việt Nam. Còn hiện tại thì chưa rõ anh em nhé. Ghế ngồi êm, thành ghế được làm nhô cao và nó ôm lấy phần hông của mình. Phần dưới cũng được làm êm, thực sự là cả khoang dưa trước lẫn khoang sau thì mình thấy là cái mút của ghế ngồi của Mazda ngồi sướng thực sự luôn. Cái phần giữa của mình được làm lõm và nó ngồi lọt thỏm giống cái giữa này này. Giống một số cái mẫu xe Đức các bạn ạ. Đây để ngồi phê. Ghế ngồi này phải nói là 9, 19 trên 10 điểm luôn anh em ạ. Thích rồi đấy. Thanh cửa phía trước cũng được bọc da lộn các bạn nhé, màu da bò. Cũng có ốp nhựa giả gỗ, bọc da màu đen ở phía trên. Và đầu tiên trước mặt mình sẽ là một em vô lăng tròn ba chấu, được tích hợp một số phím bấm chức năng quen thuộc, trong đó có Adaptive Cruise Control, cảnh báo lệch làn và giữ làn đường, trang bị khá là đầy đủ anh em ạ. Như gói ADAS của một số cái mẫu xe đó anh em. Có lấy chuyển số thể thao phía sau vô lăng này. Hai cái cần để cần gạt mưa và kính đèn chiếu xa chiếu gần quen thuộc rồi. Hơi tiếc là chiếc này đồng hồ phía sau vô lăng vẫn là đồng hồ analog. Ba cái đồng hồ analog, không phải là một cái màn hình điện tử hoàn toàn để trông nó đẹp hơn. Ba cái đồng hồ analog. Và một cái điểm đáng tiếc nữa trên chiếc Mazda 6 này đó chính là quả màn hình giải trí. Ôi giời ơi luôn anh em ạ. Quả màn hình giải trí bé tí 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 thế này, chắc được khoảng 7 inch đến 8 inch. Màn hình những cái phân khúc này bây giờ nó to đúng cách mạng như này. 12, 13 inch rồi mà bây giờ ông này ông vẫn còn cái màn hình to 7 inch, 8 inch như này. Nhìn thì trông rất là đơn giản. Rồi ôi các bạn vẫn điều chỉnh này không có cảm ứng. Mazda 6 nó còn, Mazda 3 bản bay nó còn đang có cái màn hình đẹp hơn như này. Hồng Mazda 6 kỷ niệm 20 năm mà trông cái màn hình chán đời thực sự luôn. Rồi bỏ qua cái màn hình này. Cái màn hình này là một cái điểm trừ rất lớn ở khoang cabin của xe. Nếu như nó to khoảng 12,3 inch thì chắc chắn là nhiều người sẽ lựa chọn chiếc xe này hơn. Hơi tiếc, một cái điểm khá là đáng tiếc. Hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập đặt ở phía dưới này. Các bạn điều chỉnh nhiệt độ ở đây, điều chỉnh lượng gió ở giữa đây. Lấy gió trong, lấy gió ngoài, AC, sấy kính trước, sấy kính sau, thông hơi và làm mát cho ghế ngồi phía trước. Được điều chỉnh ở phần giữa này. Đặt trong một cái bộ khung với cái màu da bò quá đẹp. Phía dưới có đế sạc điện thoại không dây này. Cần số thì vẫn được bọc ra và các bạn sẽ cầm kéo xuống. Có PRNDM. Chuyển sang M là dùng được cái lấy chuyển số này chạy như xe thể thao. Phía dưới này là cái núm và cái cụm để các bạn điều khiển cái màn hình này. Bởi vì cái màn hình này các bạn không dùng được cảm ứng. Không dùng được cảm ứng các bạn ạ. Chỉ dùng cái cụm này để điều chỉnh thôi. Có volume này. Phanh tay điện tử auto hold đầy đủ. Chuyển chế độ lái gồm normal và sport. Phía dưới này được ốp gỗ piano màu đen. Và phía dưới cái phần vằn vằn này chính là cái khay để cốc. Trong này thì có một cái chai nước. Ông nào lấy nước ở cái hãng Trang Gan này mang sang Mazda vứt vào trong này, thật sự là hay, thật sự luôn ấy, buồn cười. Dưới này chúng ta có bệ tỳ tay. Lại có một quả chai nước của ông Chana nó vứt vào đây. Thật là ông nào chơi khăm hay sao mà xe Mazda lại cứ bỏ cái nước của xe Trung Quốc vào. Dưới này chúng ta có hai cái khe cắm USB. Một khe cắm thẻ nhớ SD để nghe nhạc. Một cổng sạc dạng tẩu thuốc. Và một không gian để đồ hơi nhỏ. Dưới này là hai khay để cốc như mình nói rồi. Đó, toàn bộ không gian khoang cabin. À, chiếc này có cửa sổ trời cho khoang lái anh em này. Có cửa sổ trời cho khoang lái. Chân xe thì được bọc vải màu đen. Khoang cabin đẹp. Đẹp. Chỉnh cơ, vô lăng chỉnh cơ nhá. Cái điều đáng tiếc nhất chính là cái quả màn hình này. Thực sự lắc đầu luôn anh em ạ. Đời 2023 rồi mà còn trang bị cho cái xe hơn một tỏi cái màn hình như này. Tại Thái Lan giá nó cũng hơn một tỏi đấy anh em ạ, không rẻ đâu. Tại Thái Lan nó còn đắt hơn cả Việt Nam nhá. Nút khởi động đặt cao tít ở trên này này. Và cái cụm đồng hồ sau đặt trong dưới một cái mái vòm. Có HUD hiển thị kinh lái anh em ạ. Có HUD hiển thị kinh lái, rất nhiều thông tin luôn. Thực sự là mình vẫn yêu thích nhất cái phiên bản kỷ niệm này là cái màu sơn bên ngoài này. Và cái màu nội thất cũng như cái chất liệu da bọc da lộn ở đây. Đẹp, thực sự quá ấn tượng luôn. Một chiếc xe này nếu mà có cái màn hình to 12,3 inch mình mạnh dạn cho 9 điểm trên 10 điểm luôn.
9 điểm trên 10 điểm luôn, bởi vì trang bị rất tốt trừ cái màn hình này ra thôi. Màn hình mà ông đặt như này là dở rồi. Về chẳng lẽ lại độ màn hình Android. Rồi, chia sẻ nhanh với anh em như thế. Còn bây giờ thì mình xin kết thúc cái video từ đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em nhá. Hy vọng là phiên bản kỷ niệm 20 năm này sẽ sớm có mặt thị trường Việt Nam, bởi vì mình rất thích cái ghế ngồi này anh em ạ. Ghế ngồi này làm quá sướng luôn. À, xin lỗi anh em, còn một cái mình muốn chia sẻ nữa là em này thì được trang bị hệ thống loa Bose. Loa Bose các bạn nhá. Các bạn nhìn dưới cái thành cửa kìa. Đấy, cái màng loa Bose rất to dưới cái thành cửa kìa. Đấy, các bạn nhìn không? Hệ thống loa Bose xịn sò luôn. Đó là cái cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với anh em trong cái clip này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.